Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hướng dẫn Cuộc Sống. Ngày hôm nay kênh Hướng dẫn Cuộc Sống sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta cập nhật sinh trắc học của app ngân hàng. Thì video này mình làm cơ bản là một cái app ngân hàng của MB, nhưng mà tất cả những cái app ngân hàng khác làm cũng tương tự như thế này thôi. Tại vì chính sách mới của ngân hàng á, thì để bảo mật cho tài khoản của mình thì chúng ta cần phải cập nhật sinh trắc học để làm gì? Có thể an toàn cái tài khoản của mình, không có bị mất tiền, những cái vụ lừa đảo hay mất tiền á. Cho nên là nhà nước quy định cái điều này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cập nhật như thế nào để đúng nhất và nhanh nhất. Có thể các bạn có thể tự làm tại nhà mà không cần phải nhờ ai. Nếu như các bạn chuyển tiền một ngày không quá 20 triệu thì các bạn cũng không cần phải làm. Còn nếu mà các bạn một ngày các bạn chuyển tiền từ 20 triệu trở lên thì chúng ta hãy cần cập nhật ha. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta cũng nên cập nhật đi. Thì để sau này vào ngày đó chúng ta có tiền nhiều. Nhiều khi đến một lúc nào đó mình chuyển tiền thì chuyển hơn 20 triệu thì không được, thì mất công lắm, mất công phải ra ngân hàng. Thì cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta cập nhật online nhanh nhất và tự làm tại nhà, không cần phải nhờ vả ai ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào video để cùng nhau cập nhật. Rồi và cái đầu tiên khi bạn bấm vào trong app ngân hàng, khi mà bạn thấy cái chỗ mà cập nhật nè, các bạn thấy nó hiện lên cái bảng màu xanh, nó bảo mình là cập nhật. Thì các bạn sẽ bấm vào đây để các bạn sẽ cập nhật hồ sơ. Thì các bạn bấm vào cập nhật hồ sơ, chúng ta sẽ điền cái căn cước công dân của mình vào đây. Cái số căn cước công dân của mình á, thì chúng ta sẽ nhập vào. Các bạn có thể nhập căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu nha. Nói chung là hoặc là chứng minh quân đội cũng được, cái nào cũng được. Thì các bạn tích vô cái màu xanh thì chọn vô. Xong chúng ta xác nhận. Rồi, thì các bạn sẽ đăng ký bằng kiểm tra bằng cái giấy tờ tùy thân của mình. Sau khi chờ một xíu nó vào rồi á, thì nó kêu mình xác nhận khuôn mặt á, thì các bạn sẽ đưa cái mặt mình vào cái khung hình tròn. Các bạn nhớ là khi mà đưa khuôn mặt mình vào, các bạn sẽ đưa ngay ở giữa nè. Rồi thì sau khi mà xác nhận xong khuôn mặt thì các bạn sẽ xác minh giấy tờ, thì các bạn sẽ đưa giấy tờ tùy thân mình vào. Thì ở đây nó sẽ có những cái giấy tờ tùy thân nào mà mình đang có thì các bạn đưa vô cũng được. Thì bây giờ các bạn đăng ký bằng căn cước công dân thì các bạn sẽ đưa căn cước công dân của mình vào đây để chúng ta chụp hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa căn cước của mình vào chụp mặt trước trước. Thì nó sẽ kêu mình chụp mặt trước. Thì các bạn sẽ chụp mặt trước nè. Các bạn mặt trước các bạn sẽ chụp như thế này. Các bạn sẽ chụp làm sao để cho thấy bốn góc và rõ ảnh nhất có thể nha. Tại vì khi mà không rõ ảnh khi mà cái tay bạn rung thì các bạn sẽ không được nhận, không được chấp nhận nha. Rồi sau khi chụp xong các bạn bấm xác nhận nè. Các bạn hãy đảm bảo là hình ảnh là đang rất là rõ thì các bạn hãy bấm xác nhận nha. Sau khi xác nhận xong rồi thì nè, ở đây nó để là không thành công nè. Thì khi mình xác nhận lại thì các bạn nè, bấm xác nhận nè, nhưng mà vẫn không được nè. Đó có thể là do nó sai một cái gì rồi cho nên là không xác nhận được. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm lại để xem có nó sai cái gì nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm cái căn cước công dân lại và chúng ta sẽ bấm xác nhận nè. Rồi sau khi xác nhận xong thì bây giờ mình sẽ đưa nhận diện khuôn mặt nè. Các bạn sẽ đưa nhận diện khuôn mặt vô. Bạn nhớ là cái mặt mình phải rõ và gần và thấy được nguyên khuôn mặt và tóc nha, nó mới chấp nhận. Thì sau một hồi nó không chấp nhận thì mình thấy được là nó do là bị cái miếng cái bìa bao của cái căn cước công dân. Rồi sau khi mà mình lấy bìa bao ra rồi thì nó đã mất đi cái phần thông báo kia rồi, chúng ta không có bấm được nữa. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập cái app lại để chúng ta lấy cái phần thông báo đó. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải nó phải hiện cái phần thông báo lên thì chúng ta mới cập nhật được nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong app nè. Bây giờ các bạn sẽ vào trong app xong rồi các bạn sẽ bấm vô đăng nhập. Các bạn sẽ bấm vô cái phần biến động số dư. Bấm lại gì xíu đó là nó sẽ hiện lên. Sau khi hiện lên các bạn bấm cập nhật nè. Các bạn thấy không? Mình bấm lại như thế này nè. Đó, nó hiện lên rồi mình bấm cập nhật nha. Rồi sau khi các bạn bấm cập nhật thì nó sẽ hiện lên cho mình cái nhận diện khuôn mặt. Thì chúng ta tiếp tục đưa cái mặt mình vô. Đó, đưa ngay chính diện nè để cho nó nhìn rõ nhất có thể. Rồi sau khi nó xác nhận khuôn mặt xong rồi thì nó sẽ kêu mình xác nhận giấy tờ. Thì chúng ta nhớ chụp hình cho siêu rõ nha, nhớ là thấy luôn bốn cái góc cạnh nha các bạn, bốn cái góc của cái tấm căn cước của mình thấy bốn góc đều nhau đó, bốn góc hết mới được nha. Và tay không được rung nha, ánh sáng không được chiếu vào đó. Rồi các bạn sau khi kiểm tra xong kỹ thì các bạn bấm xác nhận. Rồi chụp mặt sao cũng giống vậy luôn, nói chung là các bạn để cái canh cái góc làm sao cho nó đều bốn góc mới được. Thì đem thôi là không được thì nó phải bắt mình xác nhận hoài, nó tay mình là không được rung. Sau khi mà chụp xong
rồi các bạn cần phải xác nhận lại, nhìn kỹ nó rõ rồi các bạn hãy tiếp tục. Rồi sau khi mà chụp xong rồi thì nó kêu mình là kiểm tra căn cước công dân gắn chip, đưa thẻ ra xa và áp sát lại vào đinh điện thoại, di chuyển thẻ chậm rãi từ trên xuống dưới đến khi thiết bị rung và có tín hiệu hướng dẫn, vui lòng giữ yên thẻ cho đến khi hoàn tất quá trình. Thì các bạn xem cái căn cước công dân gắn chip của mình á, căn cước công dân gắn chip, cho nên là các bạn căn cước công dân không có chip là không làm được nha. Thì cái có chip á là cái mà có cái miếng vàng vàng này, đây là mình sẽ cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ để xuống dưới nè, để xuống dưới mình sẽ đưa cái vị trí vàng vàng ở trên cái căn cước công dân nè. Nhưng mà này nó đang kêu mình bật NFC nè, thì NFC ở đâu? Bây giờ các bạn rút màn hình xuống nè, các bạn tìm ở trong này cho mình, tìm cái NFC trong cái điện thoại nha. Cái phải cái chức năng NFC các bạn bật lên mới được nha. Thì bây giờ mình tìm đây hiện tại chưa thấy nè, mình bấm vô cái phần dấu cộng nè các bạn. Các bạn bấm vô phần dấu cộng để chúng ta có thể tìm được cái NFC nó nằm ở trong đây nha, nó giấu ở trong này nè. Thì đó các bạn tìm NFC nè. Đó các bạn bấm vào đây, các bạn sẽ kéo xuống cái NFC này xuống dưới đây nè, chúng ta mới sử dụng được. Cái này là đang giấu ở trong phía bên trong máy thì nó không có hiển thị ở ngoài cho nên chúng ta không thấy. Bây giờ để mà sử dụng được các bạn sẽ cần kéo ra. Các bạn sẽ kéo xuống dưới cho mình. Nè, kéo xuống dưới đây. Đó, kéo xuống dưới đây. Đó, mình để dưới đây thì chút xíu mình bấm mới được. Rồi xong các bạn sẽ bấm hoàn tất nha. Thì khi hoàn tất xong rồi chút xíu nữa ra bên ngoài màn hình bên ngoài á thì các bạn kéo xuống thì sẽ nơi gặp NFC. Thì đây là chức năng đang bật rồi nè, NFC đang bật rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tắt nó đi để mình bật lại cho nó chắc cú nha, để chúng ta quét cho nó dễ. Các bạn áp sát vô phía phần sau lưng điện thoại. Thì bây giờ mình để xuôi theo nó giống như nè, còn mình kê đẩy từ lên. Nó đẩy từ lên. Sau khi mà nghe tín hiệu cảnh báo rồi á thì mình sẽ ngưng lại vài giây để cho nó xác nhận. Vui lòng giữ yên thẻ trong 5 đến 10 giây. Đó, mình sẽ để nguyên điện thoại vậy cho nó sẽ tự động xác nhận luôn. Rồi, xác nhận xong thì nó hoàn tất kiểm tra nè. Đó, các bạn bấm vào đây. Rồi, xong các bạn sẽ nhìn lại thông tin của mình xem đúng chưa. Đó, thông tin đúng hết tất cả rồi các bạn sẽ bấm xác nhận. Đó. Rồi các bạn sẽ nó sẽ yêu cầu mình là nhập cái OTP nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái OTP là cái OTP chuyển tiền á. Bình thường các bạn chuyển tiền nó hay có hiện cái OTP lên. Thì các bạn sẽ nhập cái OTP đó vào. Nó là một cái dãy số 6 chữ số. Rồi các bạn sau khi nhập xong rồi thì các bạn sẽ bấm xác thực cái digital OTP. Đó. Sau khi xác nhận xong rồi thì nó sẽ để cái phần này cập nhật nó thành công nè. Đó, cập nhật hồ sơ thành công. Rồi các bạn sẽ bấm về trang chủ để chúng ta kiểm tra xem là nó còn cái hiển thị cái bảng kia mình cập nhật nữa hay không. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào trang chủ xong rồi chúng ta sẽ bấm vô cái hình cái chuông. Đó, phần thông báo nè. Đó, các bạn sẽ bấm qua bấm lại nè. Khi mà bấm qua bấm lại như thế này hoài mà nó không hiện lên, tức là chúng ta đã cập nhật thành công cái sinh trắc học cho cái app ngân hàng của mình rồi. Rồi, và video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta cập nhật sinh trắc học trên app MB Bank rồi. Các bạn nào mà xem video không hiểu á, thì các bạn cứ comment bên dưới nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Còn video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho tất cả mọi người cái cách để chúng ta có thể cập nhật sinh trắc học trên app ngân hàng tại nhà rồi. Thì các bạn nào thấy video này hữu ích, nhớ cho mình một like, một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống. Rồi, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye. Các bạn có thể xem thêm video ở trên màn hình của kênh Hướng Dẫn Cuộc Sống và đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.